Nhật ký 1771. Áp dụng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con ước ao mến Chúa bằng một tình yêu mà chưa linh hồn nào đã từng yêu Chúa đến thế. Lạy Đấng Tình Quân của con muốn cả thế giới được biến nên tình yêu cho Chúa. Chúa nuôi dưỡng con bằng mật và sữa của trái tim Chúa. Ngay từ những năm tháng đầu tiên cuộc đời con, Chúa đã dưỡng nuôi con cho một mình Chúa, nên giờ đây con mới biết yêu mến Chúa. Chúa biết con yêu mến Chúa, bởi vì chỉ có Chúa biết được mức độ da diết của hy sinh mà mỗi ngày con vẫn dâng lên Chúa. Nhật ký 1772. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con có gặp khó khăn gì trong tuần tĩnh tâm này không? Tôi thưa với Chúa: Không có. Trong tuần tĩnh tâm này, tâm trí tôi như một ánh chớp. Tôi đi sâu vào các mầu nhiệm đức tin một cách dễ dàng. Lạy tôn sư và thủ lãnh của con, tất cả mê muội đều biến tan khỏi tâm trí của con dưới tia sáng của Chúa. Nhật ký 1773. Hôm nay, về sách thiêng liêng, con hãy đọc Phúc âm Gioan chương 21. Hãy để Phúc âm nuôi dưỡng tâm hồn con hơn là trí khôn con. Nhật ký 1774. Trong giờ đang làm việc đạo đức tháng 6, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, vui sướng của Cha là được ngự trong tâm hồn con. Vào thứ năm tuần thánh, khi ở lại trong phép thánh thể, Cha nghĩ rất nhiều đến con trong tâm trí Cha. Nhật ký 1775. Sau những lời ấy, tình yêu của tôi cố gắng hết sức để diễn tả cho Chúa biết Người thiết yếu thế nào đối với tôi. Nhưng vì không sao tìm được ngôn từ, nên tôi đành ứa nước mắt. Chúa Giêsu phán với tôi: Đối với con, Cha là toàn thương. Vì vậy, Cha xin con hãy dâng cho Cha nỗi khốn nạn của con và cả nỗi bất lực ấy của con nữa. Như thế con sẽ làm thỏa nguyện trái tim Cha.